Lọ mọ thân cò không ngủ đây, ca đêm của em đây ạ. À, vì làm đẹp. Đây là tất cả những chị em mà đã tin dùng và đã thấy làn da của em sau Thế khi thì sử chị dụng sẽ sản về phẩm, họ đã nhờ em lấy chứ em cũng không cần phải mời chào hay là phải gì ạ. À, nên là các chị em nếu mà tin tưởng sử dụng sản phẩm cũng như nhìn thấy làn da thực tế của em khi em đang dùng thì mọi người có thể sử dụng sản phẩm như em đây. Đây là em đã lấy hàng cho mọi người, những người mà đã tin tưởng đã dùng rất là nhiều sản phẩm của em. Khi mà dùng hết họ đã quay lại và bảo em đi lấy. Đây là sản phẩm mà em mang đến cho mọi người để có một làn da khỏe đẹp như của em. Mọi người cứ hỏi rằng là tại sao da em đẹp, da em khỏe, tại sao em 36 tuổi rồi mà da của em vẫn như em bé, là vì em sử dụng sản phẩm như thế này đấy ạ. Mọi người hãy tìm cho mình một sản phẩm chất lượng, tin tưởng để mình có thể sử dụng lâu dài, sử dụng hàng ngày để cho mọi người làn da càng ngày càng khỏe đẹp, chứ không phải chỉ đẹp trong một chốc lát để rồi sau đó là lại sinh ra nám, tàn nhang, lỗ chỗ, hỏng da hay là bất kỳ vấn đề gì đấy về da mà sau đó mọi người lại phải đi chữa trị, tìm liệu trình các kiểu để đến những cái sản phẩm mà mọi người làm cho mọi người nó tàn phá sắc đẹp của mọi người đi ạ.